dịp mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, nhiều người nghĩ rằng sẽ thật rất khó để lấy lại số đo vòng bụng bởi vì đây là phần cơ thể khó giảm cân nhất. Thế nhưng nếu bạn kiên trì luyện tập theo đúng phương pháp mà chuyên gia của chương trình chúng tôi giới thiệu thì Ngọc Diệp tin chắc rằng việc lấy lại số đo vòng eo sẽ không còn là một nỗi lo lắng quá lớn nữa. Mời quý vị hãy cùng theo dõi chủ đề ngày hôm nay với nội dung bài tập bụng dành cho người mới tập. Đối với nội dung bài tập dành cho phần bụng cấp độ 4 thì những đòi hỏi của những động tác đó như thế nào thưa chị? Đòi hỏi sẽ cao hơn một tí xíu. Khi quý vị đã bước đến cấp độ 4 thì chắc chắn là quý vị sẽ không cảm thấy nó quá khó như là chúng ta mới bắt đầu. Tuy nhiên với cấp độ 4 này thì một điều lưu ý là chúng ta cũng đừng có quên là thực hiện bài tập này mỗi ngày. Và mỗi lần như thế chúng ta phải lặp lại một vài lần, 2 đến 3 lần trong ngày, thì cái sức bền và cái độ dẻo dai dành cho những cái động tác cho những bài tập sau khi mà chúng ta hoàn thành cấp độ 4 thì nó sẽ hoàn thiện nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tập một vài động tác của cấp độ 4 dành cho người mới tập nhé. Động tác đầu tiên thì chúng ta ngồi ở dưới sàn, hơi ngả người ra phía sau, hai tay chống thoải mái ra phía sau. Chúng ta bắt đầu nhấc hai chân lên song song với mặt đất. Với động tác song song mặt đất như thế này thì chúng ta đã bắt đầu tập thể dục cho bụng rồi. Nhưng mà độ khó ở cấp độ 4 này thì chúng ta sẽ phải nghiêng chân sang bên trái, rồi sau đó nhấc chân về giữa rồi đưa chân sang bên phải. Sao cho lưng không quá thẳng. Khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái phần eo và cái phần bụng dưới nó phải thắt chặt hơn thì động tác này mới có hiệu quả. Chúng ta sẽ cố gắng làm động tác này từ 1 phút đến 1 phút rưỡi. Động tác 2 thì chúng ta sẽ nằm ngả người ra phía sau, tay chống cũng thoải mái chống bằng khuỷu và chúng ta hơi mở người. Chẳng hạn như chúng ta nằm xuống bên trái thì chúng ta hơi mở người sang phía bên phải để chống tay phải ra phía xa một tí. Và chúng ta sẽ co cái chân phải lại và đặt cái chân trái móc lên cái chân phải. Chúng ta có thể co gối lại sát hoặc là duỗi chân dài ra hơi phía trước một chút xíu. Bắt đầu động tác này thì chúng ta sẽ bắt đầu tập cho cái phần eo ở bên này. Vì khi chúng ta tập phần eo bên này giống như chúng ta đang đánh mở hai bên. Rồi sau chúng ta tập phần bụng dưới thì nó sẽ có kết quả nhanh hơn. Bắt đầu thì chúng ta nâng chân lên từ từ. Làm sao cho cái chân gặp lại gần sát với thân người càng nhiều càng tốt. Nâng lên hạ xuống liên tục như thế. Nếu chúng ta đếm cái thì Uyên yêu cầu mọi người làm từ 20 đến 30 cái. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm từ 1 phút đến 1 phút rưỡi một bên. Sau đó chúng ta đổi bên và chúng ta cũng thực hiện động tác này liên tục trong vòng 3 lần như thế. Khi mà quý vị đã hoàn thành cái cấp độ 4 của bài tập bụng dành cho người mới tập thì quý vị sẽ cảm thấy là cái bài tập cấp độ 1 sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ phải liên kết lại những cấp độ với nhau để có một cái buổi tập hoàn chỉnh hơn. Hoặc là cũng có khi quý vị thể trạng không được tốt thì chúng ta chọn những cái phần dễ và những phần khó xen kẽ với nhau để cho cái bài tập nó được phong phú và không có làm cho quý vị cảm thấy nhàm chán trong cái buổi tập này. Vâng, xin cảm ơn chị. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa hoàn thành cấp độ 4 của chuỗi bài tập dành cho phần bụng đối với người mới tập. Hy vọng rằng chúng ta sẽ bảo vệ được vòng eo thon và hoàn toàn lấy lại vóc dáng cân đối của mình. Trong những chương trình tiếp theo thì chúng tôi xin được phép giới thiệu đến quý vị chuỗi bài tập nâng cao dành cho phần bụng. Quý vị hãy nhớ theo dõi và cùng tập luyện với chúng tôi nhé. Xin được cảm ơn nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên đã tài trợ cho chương trình. Ngọc Diệp và Thúy Uyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị.